Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 27 tháng 8 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xây dựng Hưng Yên trở thành một trung tâm di sản văn hóa đặc sắc tại khu vực đồng bằng sông Hồng và cả nước, một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa tại hội nghị văn hóa năm 2024 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức sáng nay. Các địa phương ở huyện Tiên Lữ sẵn sàng thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Một doanh nghiệp ở Mỹ Hào xả thải gây ô nhiễm môi trường. Cần cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo mời gọi đầu tư trên mạng. Lại thêm hai trẻ em tử vong do đuối nước ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Thông tin Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị văn hóa năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị kết nối trực tuyến với 10 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố với trên 3.000 đại biểu tham dự. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, đây là lần đầu tiên tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị văn hóa với quy mô lớn nhằm đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực văn hóa, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng khẳng định, tỉnh Hưng Yên là vùng đất văn hiến, giàu truyền thống văn hóa, còn lưu giữ được hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú đặc sắc, số lượng di tích xếp hạng quốc gia đứng thứ ba cả nước. Ngay sau khi tái lập, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa bằng việc ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch tạo động lực cho văn hóa Hưng Yên phát triển. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 đã ban hành nghị quyết số 13 về chương trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ban hành nghị quyết số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao giai đoạn 2021-2025. Sau gần 27 năm tái lập tỉnh, văn hóa Hưng Yên phát triển khởi sắc, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như bảo tồn, tu bổ, chống xuống cấp cho hơn 200 di tích quốc gia và cấp tỉnh. Hệ thống thiết chế văn hóa từ cấp thôn đến cấp xã dần hoàn thiện. 130 trên 161 xã phường thị trấn có nhà văn hóa độc lập. 760 trên 832 thôn tổ dân phố có nhà văn hóa đạt chuẩn. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa cùng các nếp sống văn minh được giữ vững và phát huy. Lĩnh vực văn học nghệ thuật, hoạt động biểu diễn nghệ thuật và phong trào văn nghệ cơ sở lan tỏa và phát triển rộng khắp. Công tác giáo dục và đào tạo về văn hóa, các chương trình truyền hình về văn hóa đa dạng, phong phú về hình thức và nội dung. Các tham luận của chuyên gia văn hóa, nhà khoa học tại hội nghị đã làm rõ sự phong phú đặc sắc trên các lĩnh vực văn hóa của tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là bảo tồn các di sản văn hóa gắn với công nghiệp văn hóa hiện nay, đồng thời gợi ý kiến nghị một số giải pháp để phát huy giá trị văn hóa Hưng Yên. Phải chọn cái sản phẩm nào mà các tỉnh bạn không có, độc đáo riêng có, xây dựng thành những sản phẩm, những tuyến tour, tuyến du lịch kết nối thì chắc chắn là cái sản phẩm du lịch nó sẽ cất cánh. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông biểu dương và đánh giá cao những kết quả trên lĩnh vực văn hóa mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được từ khi tái lập tỉnh đến nay. Đồng chí đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục quan tâm đến văn hóa song song với phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, giữ gìn, bảo tồn, phát huy, phát triển văn hóa Hưng Yên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, để văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh để phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa và phát triển con người Hưng Yên với việc ban hành nhiều nghị quyết, đề án, kế hoạch. Thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu đẹp, văn minh, phát huy đầy đủ những giá trị cốt lõi của văn hóa phố hiến xưa. Thời gian qua, tỉnh Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh phục dựng, bảo tồn, bảo vệ, phát triển và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các giá trị di sản văn hóa, nhất là văn hóa phố hiến cổ, phấn đấu xây dựng
tỉnh Hưng Yên trở thành một trung tâm di sản văn hóa đặc sắc của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn, đồng thời tăng cường đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở để nâng cao đời sống văn hóa và mức độ thụ hưởng văn hóa của nhân dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị của đô thị Phú Yên cổ gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 744 ngày 27 tháng 5 năm 2010 và lưu truyền các di sản văn hóa phi vật thể từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua các phương thức truyền miệng, truyền nghề, trình diễn, rà soát lựa chọn những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu để trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào danh mục di sản văn hóa quốc gia. Nhân rộng các mô hình câu lạc bộ văn nghệ quần chúng ở cơ sở và các mô hình phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng phục vụ có hiệu quả cho người dân khai thác thông tin, tiếp cận tri thức để học tập suốt đời. Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục công dân, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của địa phương trong các trường học, trong cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân, từ đó bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, xây dựng các di tích lịch sử trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục cho các thế hệ trẻ về truyền thống văn hóa lịch sử của quê hương, đưa các di sản văn hóa trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách thập phương. Xây dựng các làng, khu văn hóa, gia đình văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, giữ vững thuần phong mỹ tục, gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mỗi trường học thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục rèn luyện con người. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ văn minh, nhất là trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội. Chiều nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành giám sát việc thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 tại Trường Trung cấp Nghề Giao thông Vận tải Hưng Yên. Trường Trung cấp Nghề Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp công lập, tự đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải, có chức năng dạy nghề lái xe chuyên dụng, đào tạo lái xe cơ giới đường bộ. Qua giám sát cho thấy cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo sát hạch lái xe. Công tác đào tạo lái xe được thực hiện theo đúng nội dung chương trình đào tạo đề ra. Việc thực hiện thu học phí và quản lý sử dụng tài chính theo quy định hiện hành. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Lê Xuân Tiến yêu cầu nhà trường thường xuyên kiểm tra toàn diện đối với công tác đào tạo sát hạch, quy mô đào tạo, tăng cường tập huấn cho đội ngũ giáo viên, quan tâm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, sát hạch lái xe, công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định. Hôm nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, cũng tiến hành giám sát việc thực hiện chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tại huyện Tiên Lữ và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hưng Yên. Đến nay, toàn huyện Tiên Lữ có 35 trên 38 trường đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 100% số trường đạt chuẩn quốc gia. Trình độ của đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng lên, chất lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu luôn đứng top đầu của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ giáo viên dạy các môn văn hóa, tiếng Anh, tin học ở bậc tiểu học, môn giáo dục thể chất ở bậc trung học cơ sở còn thiếu. Đoàn giám sát đề nghị huyện Tiên Lữ chủ động đề ra chương trình kế hoạch tổng thể, dài hạn để phát triển giáo dục, tăng cường nguồn lực, kinh phí, quỹ đất, đảm bảo cho phát triển giáo dục về lâu dài. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo điều kiện dạy và học tốt nhất. Chỉ đạo các hoạt động giáo dục của các nhà trường sau sáp nhập đi vào nền nếp, thực hiện hiệu quả, tránh hoạt động hình thức sáp nhập ghép cơ học. Trước đó, đoàn đi khảo sát tại trường tiểu học xã Nhật Tân. Đoàn cũng tiến hành giám sát tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh. Đơn vị 5 năm qua đã liên kết với các trường đại học mở trên 400 lớp dài hạn và ngắn hạn với hơn 20.000 học viên. Để sớm bàn giao mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công các dự án quan trọng của tỉnh, của huyện, ngay sau khi nhận được kế hoạch triển khai dự án, huyện Yên Mỹ đã chủ động tăng cường công tác giải phóng mặt bằng.
Huyện Yên Mỹ đang triển khai 53 dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng. Các xã thị trấn đang triển khai thực hiện 35 dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư gần 470 tỷ đồng. Tập trung chủ yếu là cải tạo, nâng cấp mở rộng đường giao thông, xây dựng cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa. Đến nay đã giải phóng mặt bằng được trên 100 hectare, số hộ đã nhận tiền gần 1.500 hộ. Tổng số tiền đã chi trả trên 600 tỷ đồng và hoàn thành cải tạo, nâng cấp gần 20 km đường giao thông, tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Để đảm bảo tiến độ các dự án, huyện Yên Mỹ đang tập trung chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân có đất bị thu hồi, hiểu, đồng thuận, bàn giao mặt bằng. Huyện Phù Cử đặt mục tiêu phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024. Đến thời điểm này, huyện đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt quá trình thực hiện đã nhận được sự đồng thuận và hài lòng cao của người dân. Xác định rõ xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, sau khi đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Cử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nguồn lực, chung sức đồng lòng xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, có 6 trên 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường trạm được xây dựng khang trang, đồng bộ với nguồn kinh phí đầu tư mỗi năm đạt trên 1.000 tỷ đồng. Đánh giá kết quả quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến người dân tại 100% khu dân cư ở 13 trên 13 xã của huyện với tổng số hơn 19.000 phiếu đến các hộ dân. Qua tổng hợp kết quả các ý kiến, tỷ lệ đồng ý đạt trên 99,2%. Kết quả này giúp cho huyện đủ điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, đến nay huyện Tiên Lữ đã sẵn sàng các điều kiện để triển khai ngay khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn phương án sắp nhập. Ông Bồ Xuân Diện, 53 tuổi, hiện là Chủ tịch Hội Nông Dân tỉnh Trân Vương, nằm trong diện những người còn thiếu từ 6 đến dưới 10 năm đóng bảo hiểm và tuổi nghỉ hưu được xem xét tinh giảm biên chế đợt 2 khi sắp nhập đơn vị hành chính theo Nghị định số 29 năm 2023 về tinh giảm biên chế. Ông Diện có thời gian đóng bảo hiểm là 16 năm. Theo luật bảo hiểm, ông còn thiếu 9 năm nữa mới đủ thời gian được hưởng lương hưu ở mức tối thiểu. Là một đảng viên, cán bộ quản lý, ông đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nghỉ hưu trước thời hạn khi có yêu cầu đặt ra. Tôi thì ủng hộ tất cả cái chủ trương của nhà nước mà đã đề ra, tức là sáp nhập các đơn vị hành chính để tinh giảm biên chế. Nguyện vọng của tôi là làm sao này đảm bảo cho tôi cái đủ điều kiện để đóng bảo hiểm, để tôi hưởng lương hưu. Trên cơ sở đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, toàn huyện phải tinh giảm 25 cán bộ. Bằng việc sắp xếp nhân sự sau đại hội, các khối đoàn thể và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hai cấp bước đầu giảm được 5 cán bộ. Bên cạnh lộ trình tinh giảm biên chế, công tác lấy ý kiến cán bộ đảng viên và nhân dân về tên đơn vị hành chính mới sau sắp nhập và trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân mới cũng được thống nhất và có sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân. Tôi thấy phấn khởi là vì trước kia vốn nó là công chính rồi, đấy một, thứ hai là tôi được giảm được cái đầu mối, giảm biên chế dân số để điều kiện phát triển kinh tế, phát triển là xã hội nó cũng tốt hơn. Còn đối với cán bộ công chức của địa phương thì cũng đã sẵn sàng các cái điều kiện và tư tưởng khi được sáp nhập từ xã Đức Thắng và xã Hải Triều thành xã Hải Thắng để về một địa điểm mới để chúng ta để tổ chức làm việc. Nhằm đảm bảo tránh lãng phí tài sản công theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, sau sáp nhập, trụ sở của Ủy ban Nhân dân thị trấn Vương chính là trụ sở cũ của thị trấn Vương. Còn các trụ sở Ủy ban Nhân dân xã còn lại sau khi sáp nhập sẽ được cải tạo làm trụ sở công an và cơ sở giáo dục. Theo phản ánh của một số người dân ở tổ dân phố Phúc Xá, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, thời gian gần đây liên tục xảy ra tình trạng doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhóm phóng viên thời sự có mặt để tìm hiểu vấn đề này. Đây là đoạn mương được phản ánh bị ô nhiễm do doanh nghiệp xả thải. Người dân cho biết việc xả thải nước không diễn ra thường xuyên mà thường vào buổi đêm. Còn đây là hình ảnh được chính người dân phát hiện, ghi lại việc xả nước qua hệ thống ống nhựa.
Đoạn mương này vừa ngăn cách khu dân cư với doanh nghiệp, vừa là kênh tiêu nước chính, gồm nước thải sinh hoạt, được nối với nhau chạy xung quanh khu dân cư. Chúng tôi là người dân, chưa biết là nước nó ô nhiễm môi trường như thế nào, thì chúng tôi chưa dám nói, nhưng cái nước thả xả thải ra cái cống này là nhìn thấy đen, hôi, hăng, sục mùi không chịu được. Và nước chảy ra toàn sầu bọt, nhất là những ngày mưa là còn dành toàn bộ lên trên mặt đường, đường làng của chúng tôi đi. Doanh nghiệp mà người dân phản ánh xả thải gây ô nhiễm là công ty cổ phần thương mại xây dựng Phương Đông, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Lãnh đạo phường Phan Đình Phùng cho biết địa phương đã phối hợp với công an thị xã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục ngay tình trạng trên. Công an thị xã cũng đã tiến hành lấy mẫu nước để xác định tình trạng ô nhiễm. Đại diện doanh nghiệp cam kết sẽ sớm khắc phục tình trạng này. Công ty sẽ thuê hút và lạo vét toàn bộ để mương nó thông thoáng. Hai nữa là phía công ty sẽ đắp chặn lại, không cho xả nước ra đằng sau. Doanh nghiệp hoạt động góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo môi trường sống của cộng đồng. Phát triển bền vững, không đánh đổi kinh tế lấy môi trường đang là quan điểm, mục tiêu phát triển của tỉnh Hưng Yên. Nội dung này chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo. Hiện nay, tình trạng lừa đảo qua không gian mạng đang diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi. Đặc biệt, thủ đoạn mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao đang trở thành một hình thức phổ biến, chiếm đoạt số tiền lớn của người dân. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng số điện thoại lạ, có khi là đầu số nước ngoài, tự xưng là nhân viên của các công ty đầu tư lớn, ngân hàng uy tín hoặc các tổ chức tài chính. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn người dân lập tài khoản trên không gian mạng, nạp tiền để tiến hành đầu tư. Chiêu trò phổ biến của các đối tượng là hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường trong thời gian ngắn, tạo áp lực buộc nạn nhân quyết định nhanh chóng. Nhiều người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc những người thiếu kiến thức về tài chính, dễ dàng trở thành nạn nhân của các cuộc gọi này. Hậu quả là mất tiền tiết kiệm, thậm chí là khoản tiền lớn tích lũy cả đời. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 12 vụ với 11 bị can phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các phương thức mời gọi đầu tư qua sàn chứng khoán, ngoại hối, tiền điện tử, đánh bạc, tuyển dụng, tuyển cộng tác viên làm nhiệm vụ, giao dịch, hàng hóa qua mạng. Thưa quý vị và các bạn, vừa có thêm 2 trẻ em ở xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên tử vong do đuối nước. Đây tiếp tục là bài học cảnh báo đắt giá các gia đình cần quan tâm, giám sát chặt chẽ hơn hoạt động của con em mình để tránh nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Vào khoảng 14 giờ chiều qua ngày 26 tháng 8, có 6 em cùng thường trú tại xã Tân Hưng rủ nhau đến tắm tại đầm vực thôn Đễ Châu, xã Hồng Nam. Khi tắm được khoảng 30 phút thì hai em là Ngô Xuân B sinh năm 2013 và em Cao Xuân H sinh năm 2011, học sinh trường trung học cơ sở Tân Hưng bị đuối nước. Các em còn lại đi gọi người dân xung quanh ra cứu vớt hai em lên bờ và tiến hành sơ cứu. Mặc dù đã được cán bộ trạm y tế xã Hồng Nam tiến hành hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực, sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng hai em được xác định là đã tử vong. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đang đến gần, những ngày tới, trẻ em, học sinh tiếp tục được nghỉ hè, nghỉ lễ trước khi bước vào năm học mới 2024-2025. Vì vậy, các bậc cha mẹ cần quản lý con em mình sát sao hơn để tránh gặp tai nạn thương tâm. Liên quan đến vụ hai trẻ em đuối nước này, sáng nay ngày 27 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên đã đến thăm hỏi động viên, chia buồn với hai gia đình tại xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 16 vụ đuối nước thương tâm. Vì vậy, một lần nữa mong rằng các gia đình, nhà trường và cộng đồng cần quan tâm hơn nữa đến việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ em, có giải pháp hữu hiệu để không xảy ra tình trạng tương tự. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản
bản tin dự báo thời tiết thủy văn đêm 27 ngày 28 tháng 8 năm 2024, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ, độ ẩm trung bình ngày 78-82%. Trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 2,3 m, mực nước thấp nhất 1,8 m.